CNF nhé các bạn, đánh CNF sao rồi cha về về cha lên 16 cha lên cho nên 16 bằng tên nhân vật là Storm Shadow mình ngu tiếng Anh khóc không. Trang ID là 90 90811. Tí xuống đây nhé. Đây. Tận ở đây cơ. Bạn fix never nhá. Chẳng hạn như đây là never của bạn này là 135 các bạn, chữ 1 đi. Trên chữ 1 cả cut cut never và mark never nhá. Bạn enter xuống thì vào game này. Game chỉ cần là mình di chuyển thôi, dùng bùa di chuyển cũng được nhé. Thấy không? Never 1 chưa? Rất là đơn giản. Fix never đó, nó gọi là fix never để mình thi ngược lại. Mình có thể fix lên 140. 40. Đó, đơn giản chưa? Di chuyển đi là ok. Này không ăn này. Mình đánh lại nhá. 135 đi. 139 đi. Không được. Nói chung là fix như thế là được các bạn nhé. Không phải là không được đâu. Đấy. À đây cơ, mình nhầm. 40. Đấy, cứ nhất là được. Một trăm bốn mươi này, thấy không? Rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình hướng dẫn luôn là fix đây là gold này hay không. Mình cho mắc gold nhé. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 đi. 12 số. Yes. Phone hiện tại là 7T nhé. Không ăn. Chắc phải nhầm đó. Không ăn. Nói chung là cứ fix thế là ăn nhé, không phải là không ăn đâu, tại nó đang bị nổ, hoặc các bạn phải tắt cả cái bảng này đi, tắt cả cái bảng này đi mới fix được. Ở đây mình lời tắt, mình không tắt, tắt đi tìm khó. Rồi chẳng hạn như ở đây nhá, one never này, nhớ này. Mình fix cho nó thành cái chữ vàng này. Chữ vàng này mình fix thành chữ khác nhé.
bạn nhìn này, pick thành số 3 đi. Enter. Thấy chưa? Hai chữ khác chứ? Baron chưa? Việt Nam này. Năm này. Đấy là Baron đúng không? Thấy không? Marquis này. Rồi như đây mình trên cái bảng các bạn đọc kỹ này, đọc kỹ vào có thể dịch ra để hiểu nhé. Đơn giản như là đây là vui, số ID của vui. Rồi muốn rót của mình này tăng level lên 7 chẳng hạn thì mình cho lên 7, 6 thì cho lên 6. Đấy, đơn giản thôi. Hunter mình không muốn theo God level này nữa thì mình phải tăng bên Hunter là 7 nha, đồng loạt 7 nó sẽ ăn. Đấy, AP Hunter à không phải, đây bên này cơ. Hunter là 7 bên này cơ. À, nó sẽ là level 7. Mình tặng cho ai đấy, cho ai đấy. Charger này, tham rót này. Đấy, một số cái rất là đơn giản. Đi tẩy PK cho một bạn ở đó chẳng hạn, PK của bạn này là tầm này đúng không? Thì các bạn reset về không, tức là PK sẽ là không. Đây một số cái. Hạn như HP, MP cũng thế. Đây nhá, mình sẽ cho con này lên đam rất là cao nhá. Mắc đam nhé, âm một thằng trước là mắc đam. Yes. Đây là các bạn di chuyển đang là 100k HP à MP nhá. Đây không, 10 triệu luôn. Anh quái thì kinh khủng cỡ nào luôn. Vậy cái nên vài triệu máu. Đấy, 7 triệu máu hay 700.000 máu gì đấy, 7 triệu máu đấy, chưa dùng kêu vậy. Mười ba triệu triệu hay không, 16 triệu. Đây là skill 140 nha các bạn. Ai muốn cài server off mà map 140 để test ở nhà chơi cho vui thì thể liên hệ với mình. Mình cài free cho đơn giản thôi. Số chức năng khác như đấy là mình hướng dẫn đơn giản thôi, còn nhiều cái khác sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn dần dần, gồm có là chỉnh sửa never, chỉnh sửa thêm NPC rồi thêm đồ vào trong shop để các bạn có thể tự mình tạo một cái database mới và hoàn thiện hơn. Rồi hướng dẫn nào là Việt hóa toàn bộ những file này, thêm đồ rồi nọ kia nữa. Rồi, xong nha các bạn, để tạm thời là mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi, các bạn tự tìm hiểu thêm nhé.